Là My với Dương chơi thân với nhau bao nhiêu lâu rồi? Em với Dương là hình như là 6 năm rồi. 6-7 năm. Gần 7 năm rồi. Dạ, gần rồi. 7 năm rồi. Có cái trường hợp nào và muốn cạch mặt nhau luôn không? Không chơi với nhau nữa không? Có rồi ạ. Đã từng xảy ra rồi không? Hàn gắn lại được. Dạ. Dạ vâng. Tới chương trình này đôi khi nó rạn nứt. Bọn em cũng đã từng rạn nứt vì game show rồi. Thế. Nhưng mà bọn em đều hàn gắn được. Nhưng mà có bao giờ đây chính là cái lần cuối không anh? Ừ. Thế tụi em có muốn nói gì với nhau trước khi chơi đi không? Em. Nói lần hết đi. Cuối nó nằm tay nhau này. Có chọn đội không anh nhỉ? Có chọn đội chứ. My ơi, đừng chọn em. Bây giờ mình làm thơ. Khi đi thì rất là thân, khi về mới thấy là hờn trách nhau. Là hờn trách nhau. Đố đi. Buổi trưa bỗng thấy trăng tròn. Buổi trưa bỗng thấy trăng tròn. Buổi tối bỗng thấy tròn tròn trăng lên. Hai tụi em hôm nay chỉ có hai thành viên đến đây thôi hả? Dạ, còn một bạn nữa. Còn một bạn nữa. Bí mật phía sau à. Ồ, sao không dắt ra luôn? Tại vì bạn đó không có chơi với hai em à. À, là không thích nhau lắm đó, đúng dạ, không? Đúng rồi. Em bây giờ hai đứa ra nói là giờ không chơi với nhau nữa. Dạ không có, tại ban chương trình cho em ra sau chứ tại em nổi bật hơn. Vậy là coi như bạn này là bạn không thích em, bạn mới nói là như vậy, chứ còn em vẫn thích bạn đúng không? Ôi, từ giờ đâu có nói gì đâu. Cái gì? Em chưa hề nói bất cứ điều gì hết luôn. Hang đá dưới hang đá giữa có con cá thờn bơn. Ôi, cả một bầu trời trả lời sai. Đây là gì ạ? À? Tôn Kinh Lâm là lưỡi à? Vâng. Hỏi là cái gì? Cái lưỡi tại sao lại là cái lưỡi? Em copy chứ em biết cái gì đâu. Copy bài của ai nói? Vô đi. Qua đây. Em copy bài của Tom Aru. Trời. Đâu? Em copy bài của Huy. Trời. Đầu dê mình ốc là anh chữ mượn dê. Cái bản của em nhé. Đầu dê là chữ giờ, mình ốc là con dốc. Chính xác. Chúc mừng. Bên đây. Để tôi hỏi thần đồng đất Việt. Tại sao là con rồng nhỉ? Em đâu biết đâu. Em giải thích được anh cho điểm. Con dê nó có cái đầu cũng hao hao con rồng mà. Con dê có cái đầu hao hao con rồng mà. Có cái sừng. Có cái sừng. Ok sừng rồi, sao nữa? Thằng con ốc thì nó quăng quăng kéo nó quăng, kéo quăng. Dạng ra thì nó sẽ dài ra. Em muốn kéo dạng con ốc ra. Con ốc còn kéo dạng ra nó. Em hay cầm em nhai nhai em kéo ra. Em nhai à. Thế nghe là ghép vô cái đầu con dê thì nó sẽ wow ra thành con rồng. Nhờ nó hao. Một điểm. Ừ, về chỗ quỳ gối thì gọt. Vin ơi, em có chơi không? Đừng ngủ, đừng ngủ, đừng ngủ. Tốt rồi kìa. Em ổn không? Ngọn, em ổn. À, hiện nay em... Đang suy luận anh, đang suy luận. Ồ, oh, não đang chạy à? Chắc là cái này là Win 98 hay mà. Nó chạy hơi chậm nha. Nên nâng cấp lên nha. Ê, có phải là... Khoanh vùng được rồi, khoanh vùng được rồi đó. Khoanh vùng ai vậy? Trời ơi, My ơi. Ừ, đúng rồi, khoanh vùng được rồi. Khoan nhá, cái hình bên đó nhiều khi bị phát á. Tại vì cái hình này là chọn. Em ơi, tất cả những cái hình của chương trình đều là thật. Ý em là chị đọc fake á hả? Cái lúc mà lên bóc quả cầu á là em với chị bóc random mà, chị nhớ không? Đúng rồi. Random. Ờ, thì lỡ nên là cũng có thể bóc này là sao? Nếu bên kia bóc đồ thì sao? Lỡ bên đó bên đây bóc thì sao? Đó thì bọn chị cũng rất hoang mang như thế á. Ví dụ nếu bạn này là trong nhóm không phải là mặt thẻ ăn danh. Có nhiều ý nghĩa lắm, như là trong nhóm này hoặc là trong nhóm 09. Tại hôm nay 09 có 3 người thi lận. À. À dạ, cái đó hợp lý á. 09. Dạ dạ. Thôi giờ chị mới hiểu à. Ê, thông minh. Thông minh thật sự. Em bị hơi chậm thôi, chứ không phải em không thông minh, em hơi chậm thôi em ạ. À.